chính là vườn nho có giống nho đen không hạt đầu tiên ở Ninh Thuận rồi nha. Nghe được ba mẹ dẫn đi du lịch là trời ơi, nguyên một cái vali bự chà bá. Bự thôi à? Vậy bà đi chơi có 3 ngày mà bà đem 10 bữa. Thôi dẹp cái vali đi Su, na luôn cái tủ đồ đi cho khỏe. Mới tờ mờ 5 giờ sáng là cả nhà đã xuất phát rồi đó nha. Gia đình nhà Su dự kiến sẽ là một chuyến phượt kéo dài 3 ngày đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang. Mới vừa tới Ninh Thuận thấy cái quạt siêu to khổng lồ để tụ điện là chị ta cứ liên thuyên hỏi mãi. Ghét quá mẹ liền trêu chị Su nhà mình ở Ninh Thuận nóng quá, người ta gắn cái quạt quạt cho mát đó Su. Hoặc là ở đâu mưa bão có vào thì quạt một phát cho mưa bão văng la lại ngoài biển. Ê mà mẹ ghẹo vậy thôi chứ đừng có tưởng thiệt nha Su. Sau một hồi liên thuyên thì gia đình nhà Su đã hạ cánh an toàn ở vườn nho Chí Hải rồi nè. Tới nơi một cái là ngay bàn tiếp đại khách đã có sẵn vài chùm nho cho cả nhà ăn thử rồi nha. Cái mà thú thật đã đi vườn nho tham quan, ngoài việc ngắm nho ra thì cái quan trọng nhất là cảm giác được hái trộm nho đó mọi người. Ê mà Trang nói giỡn thôi nha, tất cả các hành động hái nho nếm thử của Trang đều được xin phép hết rồi đó nha. Cô chăm sóc vườn ở đây còn nhiệt tình khoe hẳn cho Su cái giống nho mới, đây là nho kẹo nha mọi người. Cha mà ơi, có cần phải phấn khích tới vậy không trời. Ê cái cặp phía sau kia đang làm cái gì đó, tính trộm nho đó hả? Cơ mà gặp Trang thì Trang cũng muốn hái nguyên chùm ăn cho nó đã. Bởi ta nói tính làm người xấu mà không được. Cô làm vườn thấy vậy đưa hẳn luôn cái kéo cho cắt. Đó mọi người thấy chưa, cái cảm giác được cắt nho tại vườn nó đã lắm. Mà gặp chúng cái giống nho ngón tay đen không hạt lần đầu tiên trồng thành công tại Ninh Thuận như thế này thì phải phê chữ E kéo dài. Nho vừa giòn, ngọt, mọng nước lại không hạt, nói chung là xuất sắc. Chưa hết đâu nha, vườn nho Chí Hà của chú Trí còn có giống nho sữa, nho hồng giòn, nho móng tay, nói chung là rất nhiều loại nho khác nhau. Đấy mọi người nhìn chùm nho to bự như thế này hỏi sao mà không phê cho được. Mà ta nói giống nho nào nó cũng giòn ngọt chịu không có nổi. Chưa hết đâu nha, cái vườn nho gì mà nó đẹp và thơ mộng làm cho Trang cầm lòng không nổi. Phải lôi lão chồng vào quất vài tấm hình hấp hôm liền. Sau đó là cái khâu mua nho mang về. Ê mà công nhận ở đây bán nho có tâm lắm nha. Không nhận không thiếu lạng nào mà còn tặng thêm vài chùm bonus sợ thiếu nữa chứ. Ai cha, Su nhà ta đi hái nho mà còn gặp fan nữa kìa. Vườn nho này nằm ở thôn Đắc Nhân 3, xã Nhân Sơn. Cả nhà mình có đi Ninh Thuận thì nhớ nhất định đừng bỏ qua địa điểm này nha.